chào các bạn. Nay chúng ta sẽ cùng đề về mo và tìm hiểu một cái loại màn chiếu khung cao cấp nhập khẩu. Đây là màn chiếu thương hiệu Cinemark, được sử dụng để lắp đặt trong các cái phòng giải trí gia đình và các cái phòng chiếu phim cao cấp. Tất nhiên để có thể chiếu được ra những hình ảnh chất lượng tốt như vậy thì chúng ta cần một cái máy độ phân giải cao và độ sáng cao. Nếu mà có hệ số tương phản cao nữa thì là một điều tuyệt vời. Hiện tại tôi đang giới thiệu với các bạn cái mẫu màn chiếu này có kích thước là 100 inch với chiều ngang là 2m2 và chiều cao là 1m25. Xung quanh cái viền của nó là viền này là viền nhôm dày và được bọc một cái lớp nhung màu đen trông rất là sang. Và cái nền vải là cái nền trắng. Tôi đang chiếu trong một cái môi trường ánh sáng, tôi bật một cái đèn LED rất là sáng luôn. Tuy nhiên thì nhà chất lượng thì lên màu sắc khá là tươi và đẹp. Cảm giác như chúng ta không có thấy được những cái hạt như những cái màn chiếu thông thường. Như những cái màn chiếu treo, màn chiếu điện thông thường thì chúng ta có thể cảm giác được là những cái hạt nó sẽ hiển thị rất là rõ. Đó là những cái cấu tạo của cái vải màn. Tuy nhiên thì đối với cái màn khung Cinemark này thì cái vải màn của nó dạng bằng cao su dẻo, nó rất là mịn. Và chúng ta không thấy được những cái điểm nó nổi lên, những cái hạt nó nổi lên khi mà chúng ta xem phim, đặc biệt là những cái phim có độ phân giải cũng như là cái độ nét cao. Tôi sẽ tắt bớt cái ánh sáng đèn đi để chúng ta cùng cảm nhận chất lượng hình ảnh được chiếu lên. Hiện tại là tôi đang chiếu một cái máy thông thường thôi, tức là một cái máy chiếu mà có hệ số tương phản và hệ độ phân giải khá là thấp. Tuy nhiên thì chúng ta cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh nó sẽ có chiều sâu và những cái độ nét. Tất nhiên khi mà chúng ta sử dụng một cái máy quay hoặc là một cái điện thoại chúng ta quay lại thì nó sẽ không được chất lượng nhảy, nó sẽ không được đẹp như khi mà chúng ta xem thực tế. Đây là con Panasonic VX420. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái dòng máy có hệ số tương phản và độ phân giải cao hơn thì hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Màn chiếu khung Cinemark này, loại này thì chi giá thành nó không có quá cao. Lắp đặt thì khá là đơn giản, chúng ta có thể tự lắp đặt được tại vì xung quanh của nó là nó được thiết kế bởi các cái lò xo và cái bấm lỗ sẵn. Chúng ta có thể ghép 4 khung lại với nhau. Khi mà chúng ta tháo rời thì nó sẽ bao gồm 4 phần, đó là hai cái cây hai bên và hai cây trên dưới. Có thể dễ dàng vận chuyển cũng như là việc lắp đặt nó khá đơn giản. Khi mà chúng ta không sử dụng, chúng ta muốn tháo để di chuyển những vị trí khác thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Vì các cái khung này nó được liên kết với nhau bởi các cái ốc vít có sẵn lỗ rồi. Chúng ta chỉ việc sử dụng các cái tua vít để chúng ta siết nó lại thôi. Xung quanh các cái bốn góc màn thì nó sẽ có những cái lỗ để chúng ta móc lò xo lên. Lắp đặt lên rất là dễ. Đây là màn chiếu thương hiệu Cinemark được cung cấp bởi công ty VNPC. Các bạn có thể tham khảo giá trên cái trang web là máychiếu3d.vn hoặc là máychiếu giá rẻ.vn. Video tiếp theo tôi sẽ demo cho các bạn xem trên một cái máy độ phân giải Full HD. Và tiếp đó sẽ là một cái máy chuẩn 4K. Màn này có kích thước là 2m2 x 1m25 nha các bạn. Hiện tại đang được bán rất là rẻ và có chương trình khuyến mại miễn phí lắp đặt khi các bạn mua trong thời điểm vào tháng 5 này. Ngoài màn chiếu này thì các bạn có thể tham khảo thêm các cái dòng máy chiếu khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.